đừng dại dột treo lịch đúng vị trí cấm kỵ này, kẻo phúc mất, nhà tan, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, có bao giờ các bạn nghĩ là một việc đơn giản như treo một quyển lịch trong nhà ấy, cũng cần phải thuận theo phong thủy hay không? Và các bạn hãy cứ tưởng tượng rằng những cái sai lầm với chúng ta thường vô tình mắc phải khi treo lịch lại chính là cái nguyên nhân khiến cho tài lộc bị tiêu tán, tiền bạc đội nón ra đi, vận may thì cũng sẽ bị giảm sút. Các chuyên gia phong thủy cũng có cho rằng lịch treo tường chính là cái yếu tố đại diện cho cái dòng chảy thời gian của một ngôi nhà. Nó sẽ mang đến cái sự bình an may mắn cho gia chủ nếu được bài trí đúng chỗ. Ngược lại, với những cái vị trí đại kỵ trong nhà, cứ hễ treo lịch là nghèo khó bổ vây, sức khỏe thì sa sút, xui xẻo đủ đường. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để không phạm phải những cái đại kỵ đáng tiếc mà Tử Thông sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong phong thủy từ lâu ấy đã ứng dụng sâu sắc vào đời sống của người Việt. Không chỉ với những người làm kinh doanh, những người làm chủ mới chú trọng đến cái phong thủy, mà ngày nay thì nhiều người còn biết áp dụng những cái kiến thức phong thủy, những nguyên tắc cơ bản này ngay vào trong căn nhà của mình để thu hút cái vận may, thu hút cái tài lộc, tạo nên cái sự thành công vang dội trong tương lai. Một trong những cái yếu tố cần lưu ý trong phong thủy nhà ở đó chính là cái vị trí đặt lịch treo tường. Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một cuốn sổ giúp chúng ta nhận biết ngày tháng năm, nhưng mà giới thượng lưu ấy lại đặc biệt coi trọng quyển lịch, bởi họ cho rằng một năm có thành đạt sung túc viên mãn hay không ấy, phụ thuộc rất nhiều vào cái vị trí treo lịch này. Dưới đây là những cái kiêng kỵ trong phong thủy khi mà treo lịch trong nhà mà quý vị cần phải tuyệt đối tránh, kẻo làm ăn thất bát, tai họa trùng trùng, xui xẻo, khó khăn trăm bề. Thứ nhất, không treo lịch ở trong phòng vệ sinh hoặc là phòng tắm. Thưa quý vị, nghe có vẻ là rất là vô lý đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng nhà vệ sinh hay phòng tắm là cái nơi mà chứa nhiều cái uế khí, cái tạp khí và nhiều cái trường năng lượng xấu trong một ngôi nhà. Vậy nên tất cả những cái gì mà có nhiều dương khí thì đều không nên đặt ở đây. Và quyển lịch treo tường cũng vậy. Lịch treo tường đại diện cho cái thời gian của năm tháng đầy khí thế mới mẻ và phấn khởi. Nếu mà treo lịch trong phòng vệ sinh ấy, sẽ không thể tạo ra cái vận may và sinh ra cái tài lộc, thậm chí còn bị ô uế khiến cho năm dài tháng rộng. Gia chủ ấy, sau này cũng không thể phất lên trên con đường công danh sự nghiệp được. Nhà tắm cũng là nơi mà cái nguồn nước sạch nó chảy đến rồi lại chảy đi, mà cái yếu tố thủy nó tượng trưng cho tiền bạc. Vậy nên đặt lịch ở đây ấy, cũng chẳng khác nào là một cái dấu hiệu báo trước rằng suốt một năm đó thì tiền tài lộc lá đến với gia chủ rồi cũng sẽ gì trôi đi như dòng nước chảy đi mà thôi, không thể nào giữ lại được cái gì cả. Chắc chắn là các bạn không muốn cái điều này xảy ra đúng không ạ? Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến cái việc treo cái quyển lịch trong nhà tắm hay là nhà vệ sinh. Thứ hai, không treo lịch ngay trước cửa nhà. Xin được chia sẻ với quý vị rằng cửa chính là cái khu vực đón tài lộc, vượng khí, cũng là cái nơi thần linh chiếu cố ngự giá quang lâm để ban phước lành cho gia đình nhà quý vị. Thổ công thổ địa cũng trấn giữ tại cái khu vực trước cửa chính này. Nếu như mà quý vị treo một quyển lịch ở đây ấy, thì chính là một cái sự xúc phạm tới đấng thần linh. Mỗi ngày chúng ta ra cửa thì đều xé một tờ lịch, thần tài cũng sốt ruột mà chẳng muốn nán lại lâu ở nhà các bạn nữa. Chẳng phải các bạn đã tự tay phá hoại cái vận may cũng như là cái tài lộc của mình đúng không ạ? Vì thế mà đừng bao giờ dại dột treo lịch trước cửa nhà. Thứ ba là trong phòng ngủ thì không nên treo lịch. Tại sao trong phòng ngủ lại không nên treo lịch? Chẳng phải đây là cái vị trí thuận tiện nhất để sáng ra ấy, mở mắt là có thể là xé tờ lịch và biết ngày tháng năm ra sao? Chắc chắn nhiều người đã có chung cái thắc mắc như vậy. Nhưng mà cái điều này lại hoàn toàn là cái điều sai lầm. Các bạn cứ thử nghĩ xem, phòng ngủ là nơi để con người nghỉ ngơi, thư giãn, giải tỏa những cái áp lực, những cái căng thẳng trong cuộc sống sau một cái ngày làm việc bộn bề, vất vả, mệt mỏi. Tại nơi đây, chúng ta nên được tận hưởng cái sự thoải mái nhất có thể, hạn chế mọi cái yếu tố gây áp lực về thời gian để không làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của các bạn. Cái sự tồn tại của quyền lịch sẽ luôn thúc giục chúng ta
phải hết sức cố gắng để không bị lùi lại phía sau, không ngừng vươn lên phía trước. Xét về cái mặt bản chất thì quyền lịch không phù hợp đặt trong phòng ngủ vừa tác động tiêu cực đến sức khỏe của chủ nhân, lại vừa không phát huy được cái giá trị mà quyền lực nó mang lại về tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, cần tránh treo lịch trong phòng bếp. Thưa quý vị, các bạn cũng biết, phòng bếp là cái không gian mà mọi người trong nhà thưởng thức bữa cơm, bữa ăn ngon, quây quần bên nhau, cùng chia sẻ về những cái điều vui vẻ và tích cực. Mọi áp lực về công việc, tiền bạc và nhất là thời gian đều không nên xuất hiện tại căn phòng này. Treo quyền lịch trong phòng ăn cũng sẽ gây ra cái áp lực về cái mặt ngày tháng năm, làm giới hạn đi cái sự vui vẻ, tích cực, ấm áp của gia đình. Cái điều này là không tốt và chúng ta cũng có thể là chủ động tránh được, đúng không ạ? Vì vậy quý vị hãy ghi nhớ cái điều này. Thứ năm là không treo lịch ở hướng đông của căn nhà. Ai mà chẳng ước ao có được một cái sức khỏe trường thọ, bách niên giai lão. Dù còn trẻ hay là những người già ấy, không ai là muốn sức khỏe của mình bị giới hạn bởi thời gian hay là ngày tháng năm cả. Thậm chí nhiều người còn ước mình càng nhiều tuổi càng thêm khỏe mạnh để làm được nhiều việc tốt hơn, cống hiến và tận hưởng được cái cuộc sống này. Các bậc thầy phong thủy cũng cho rằng để làm được cái điều này thì gia chủ cần phải tránh đặt lịch ở cái hướng đông của căn nhà. Bởi theo quan niệm của tâm linh ấy, cái hướng đông chính là cái nơi chi phối cái sức mạnh, cái sức khỏe của gia chủ. Cần tránh đặt lịch và các vật dụng liên quan đến cái dòng thời gian ở hướng đông như đồng hồ hay là lịch. Hiểu được điều này sẽ giúp gia chủ có được cái sức khỏe dồi dào và mạnh khỏe bình an. Thứ sáu là cấm kỵ treo lịch cũ trong nhà. Cũng giống như cái việc không được treo đồng hồ chết ở trong nhà, thì lịch cũ cũng là một trong những cái vật dụng chứa nhiều cái ám khí, cái xui xẻo mà gia chủ nên gỡ xuống ngay khi mà bước sang cái năm mới. Ai cũng mong muốn mỗi một cái năm đi qua sẽ để cuốn theo mọi cái đen đủi, mọi cái xui xẻo và mọi cái vận hạn sẽ được trôi qua hết, để năm mới được đón nhận nhiều cái niềm vui và cái tài lộc thịnh vượng, đúng không ạ? Vậy thì tại sao lại giữ quyền lịch cũ trong nhà? Theo quan niệm phong thủy về lịch cũ ấy, là cái biểu tượng của sự trì trệ và sự ngưng động của cái năng lượng quá khứ, khiến cho các bạn bị kẹt bởi cái thời gian và không thể tiến lên phía trước để vươn tới thành công. Vì vậy, hãy vứt bỏ ngay những quyền lịch cũ đi ra khỏi nhà. Trong trường hợp các bạn yêu thích thì quý vị có thể là cất lại, đúng không ạ? Cất lại, sau đó giữ lại cái quyền lịch cũ ở những cái nơi để làm lưu niệm. Thứ bảy, tránh xa những quyền lịch có hình dạng tiêu cực. Thưa quý vị, khi mà chọn mua một quyền lịch ấy, thì điều quan trọng là các bạn cần phải lưu ý những cái hình tiết nó xuất hiện trong cuốn lịch đó. Nếu trên cuốn lịch có chứa nhiều cái nội dung tiêu cực, kích động, bạo lực xấu xa ấy, hoặc là các biểu hiện của sự tức giận, của sự nóng vội, hoặc là những cái loài động vật hung dữ, thì chúng ta cũng không nên chọn. Cái điều này nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn năng lượng tốt ở trong nhà và mang tới nhiều cái điều không may mắn cả năm sau đó. Không chỉ vậy, khi mà gia chủ nhìn vào ấy, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm trạng, khiến cho tinh thần nó bị xáo trộn, không tốt cho sức khỏe. Gia chủ nên chọn cái hình ảnh tốt lành như là phúc lộc thọ, hoa mai, hoa đào hoặc thần tài, long phụng xung vầy v.v. Không phải ngẫu nhiên mà người ta in chúng lên cái lịch Tết, mà trong mỗi cái hình ảnh đó đều ẩn chứa những câu chuyện ý nghĩa trong phong thủy. Ví dụ như là tam đa là phúc lộc thọ, mang cái ý nghĩa là mang lại mọi điều may mắn, trọn vẹn cho gia đình. Hoa đào hay là hoa mai thể hiện cho sự may mắn với những cái lời chúc tốt đẹp. Long phụng xung vầy chỉ cái sự hạnh phúc của đôi lứa, công danh sự nghiệp thì tấn tới, thịnh vượng. Tài lộc, địa vị công danh thì cũng được phát triển. Quý vị hãy chọn cho mình những cái hình ảnh phù hợp, hợp với ý nghĩa nhất để treo trong nhà, mang lại cái tài lộc may mắn. Quý vị thân mến, có thể nói rằng cái việc bài trí lịch treo tường ấy, theo phong thủy là vô cùng cần thiết, bởi nó sẽ tỏa ra cái nguồn năng lượng, sinh khí bao quanh các thành viên trong gia đình, gìn giữ cái sự thành tâm và nỗ lực chiến đấu vì những cái hoài bão tốt đẹp. Treo lịch phong thủy đúng sẽ tạo ra cái vượng khí tràn trề, phù trợ cho gia chủ được bình an may mắn và cuộc sống sẽ được thịnh vượng hơn. Vậy đâu là những cái mẹo treo lịch để thuận theo phong thủy mà các gia chủ cần phải lưu ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là những vị trí phù hợp để treo lịch trong nhà.
quý vị thân mến, treo lịch cho phòng khách. Phòng khách là cái không gian sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình, là nơi mà mọi người sum vầy thường xuyên qua lại và hỏi thăm nhau. Có những cái câu hỏi thường xuyên như là hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mấy, vân vân. Cái việc đặt lịch treo tường ở đây cũng sẽ rất thuận tiện để chúng ta có thể quan sát và nắm bắt được ngày, giờ, tháng, năm, giúp thúc đẩy cái nguồn năng lượng tốt lành đó. Và từ đó cái nhịp độ phấn đấu trong công việc của các thành viên trong gia đình cũng sẽ được tăng lên, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc một cách hiệu quả để thời gian nó trôi qua không bị uổng phí. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là lịch treo tường nên treo ở cái độ cao thuận tiện để các thành viên trong nhà có thể là giơ tay lên lật lấy hoặc là xé đi được. Ở trung tâm quyền lịch cũng sẽ phải đối mặt với người xem, cái vị trí mà thứ ngày tháng năm ấy sẽ căng căn ngang với tầm mắt của người sẽ là phù hợp nhất. Điều này giúp mọi người không chỉ dễ dàng xem ngày tháng năm mà còn có thể quan sát những cái hình ảnh, những cái nội dung trên cuốn lịch. Nếu mà treo ở vị trí cao sẽ khiến cho người xem mỏi cổ, cũng như là gì gặp khó khăn khi mà ghi chú lại những cái ngày tháng quan trọng. Nếu mà quá thấp thì coi như là cái hạ thấp cái giá trị của sản phẩm. Đấy, cũng như là gì làm mất đi cái tính thẩm mỹ tổng quan của căn nhà. Đặt cuốn lịch cá nhân trên bàn làm việc ấy hay là bàn học ấy. Cái việc đặt một cái cuốn lịch cá nhân trên bàn học hay là bàn làm việc cũng giúp cái tập trung tinh thần và cái trí tuệ của gia chủ, từ đó sẽ gì quy nạp cái cát lợi và cái may mắn. Vì thế các bạn sẽ có nhiều cơ hội gặt hái được nhiều cái thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Con cái thì học một biết 10, thông minh lanh lợi. Một cái vị trí nữa nên treo lịch đó là cái hướng bắc trong nhà. Theo nhiều chuyên gia phong thủy thì cái việc treo lịch ở hướng bắc trong phòng khách ấy hoặc là phòng làm việc ấy sẽ giúp kích hoạt cái luồng năng lượng tốt. Vị trí treo lịch trong nhà hướng bắc sẽ mang lại nhiều cái may mắn và tài lộc cho các thành viên trong gia đình. Đó là cái lưu ý đầu tiên. Thứ hai là cách chọn cái màu sắc nó phù hợp với phong thủy. Với những người mệnh kim thì nên chọn cái quyển lịch có màu vàng, màu trắng hoặc màu nâu đất, màu xám bạc. Vì vậy có thể là treo cái lịch trong phong thủy ấy, có những cái màu này chủ đạo. Họa tiết có thể là chọn cái màu hoa tươi, hình vẽ nghệ thuật như là trên tông cam vàng đó. Thứ hai là người mệnh mộc. Mệnh mộc thì có thể là treo lịch đúng phong thủy hợp với mệnh mộc thì nên treo lịch có màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, màu xanh biển, màu đen, cùng những cái họa tiết như là cây cối, núi non, vân vân. Những người mệnh thủy thì nên chọn màu xanh nước biển, màu trắng là những cái màu tương hợp, tương sinh với mệnh thủy. Nên những người có mệnh này có thể chọn những cái lịch có màu như vậy để đẩy mạnh, để kích hoạt cái vượng khí, để mạnh cái nguồn năng lượng tốt. Có họa tiết của nó như là biển, núi hoặc là rừng là phù hợp để cho những người này lựa chọn. Thứ tư là mệnh hỏa. Thì những người mệnh hỏa có thể chọn những cái mẫu lịch treo tường đẹp có màu đỏ hoặc màu xanh. Đấy, có màu sắc tốt với bản mệnh. Trong thiết kế thì nên chọn họa tiết có màu hoàng hôn hay là màu đỏ, hoặc là những cái hình khối ấy, hoặc là gì những cái màu may mắn, màu đỏ may mắn, hoa đào, hoa mai, vân vân. Tiếp theo là mệnh thổ. Mệnh thổ nên chọn lịch treo tường các màu nâu, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Nó tương sinh, tương hợp với bản mệnh, cùng các họa tiết như là hoàng hôn, đất sa mạc hoặc là tòa nhà, vân vân, cũng lại là những cái trang trí trang bị tốt lành. Quý vị thân mến, cái việc treo lịch trong nhà ấy, tưởng chừng như đơn giản nhưng đây lại là cái yếu tố có tác động mạnh mẽ đến công danh, sự nghiệp, sức khỏe và cái tài vận của cả gia đình. Vậy nên các bạn hãy lưu ý đặc biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, cái hũ gạo nó đã trở thành một trong những cái món đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Nhưng mà ngoài tác dụng là đựng gạo thì cái hũ gạo còn có một cái tác dụng cực kỳ tuyệt vời, đó là chiêu tài mà không phải ai cũng biết. Đúng không? Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí, cách thức đặt hũ gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, gạo từ lâu đã giữ một cái vai trò quan trọng trong bữa ăn của người dân châu Á. Riêng ở Việt Nam ấy, thì gạo đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người thông qua những cái bữa cơm gia đình. Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam thì những món ăn từ gạo luôn được biến tấu đa dạng và giữ một cái vị thế chủ chốt.
Ở trong phong thủy, hũ gạo còn là một trong những cái vật phẩm phong thủy giúp chiêu tài lộc cực tốt cho gia chủ. Cái mà nhà ai cũng có, nhưng mà hầu hết mọi người đều bỏ qua cái vấn đề chiêu tài lộc từ cái hũ gạo này. Ở trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những mẹo phong thủy của cái hũ gạo giúp thu hút tài lộc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, gạo được mệnh danh là hạt ngọc trời, là cái thứ linh phẩm, linh thiêng mà tạo hóa đã ban cho nhân loại. Trở lại cái truyền thuyết từ các thời vua Hùng, thì chắc hẳn chúng ta không thể nào quên được cái câu chuyện về bánh chưng bánh dày. Chiếc bánh chưng từ gạo nếp, mộc mạc đã giúp cho chàng hoàng tử nghèo có được cái ngôi vua. Hay đến chuyện chàng thạch xanh trong chuyện cổ tích đã chiêu đãi quân sứ thần của nước bạn bằng cái nồi cơm thần để ca ngợi cái sự trù phú của đất Việt. Ai còn nhớ những cái món bánh được làm từ những hạt gạo còn thơm mùi lúa mới, ngày xưa ông bà cha mẹ đã khéo léo làm cho chúng ta, như là bánh tét, bánh lá, bánh ú hoặc là bánh bột lọc vân vân. Những cái thức quà đơn giản của tuổi thơ mang đậm cái tính quê đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gạo cũng là cái lương thực của một bộ phận lớn của người dân trên thế giới. Trong đó, 95% người Việt Nam sử dụng gạo trong cái bữa ăn hàng ngày. Gạo là cái sản phẩm thu từ cây lúa. Và kể đến cái việc cấy lúa thì chúng ta còn cả một cái nền văn minh lúa nước kéo dài hàng ngàn năm nay. Cấy lúa đã trở thành cái biểu tượng văn hóa và ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân Việt. Cái hạt gạo mà chúng ta thường gặp là hạt gạo trắng, có màu trắng đục hoặc là màu trắng trong tùy loại. Bên cạnh đó thì gạo có thể biến thành nhiều cái món thức ăn. Gạo cũng có thể nấu thành cơm, cháo hoặc biến tấu như thành các món như là bún, phở, miến, bánh tráng vân vân. Bên cạnh đó thì gạo còn đóng một cái vai trò quan trọng trong cái công nghiệp sản xuất rượu, sản xuất bánh kẹo, thậm chí là gì, sản xuất mỹ phẩm. Gạo được sử dụng phổ biến ở châu Á và châu Phi. Bên cạnh đó, hạt gạo còn đang được dần dần hội nhập cái ẩm thực ở phương Tây. Từ đó cho thấy cái ý nghĩa của hạt gạo là vô cùng to lớn và quan trọng đối với người dân Việt Nam nói riêng và với các quốc gia sử dụng cái hạt gạo nói chung. Vậy thì cái hũ gạo đặt ở đâu để thu hút được cái tài lộc, đúng không ạ? Mang lại được cái may mắn cho gia chủ, mang lại được sự bình an cho gia đình. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, vị trí đặt hũ gạo trong nhà đúng phong thủy. Thứ nhất là chúng ta không nên đặt hũ gạo ở hai cái hướng đông và đông nam. Phong thủy xưa kia quan niệm hũ gạo nó thuộc hành thổ, bởi cây lúa được trồng lên từ đất, đó, mà đất là thổ. Tuy nhiên, cái hướng đông và hướng đông nam nó lại thuộc hành mộc, mà mộc thì khắc thổ, nên là không thể đặt cái hũ gạo ở hai hướng này. Dù nhà có chật chội thế nào đi chăng nữa, thì đặt hũ gạo ở hướng đông và đông nam cũng sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều trắc trở, tài vận thì không được suôn sẻ, công việc thì lúc nào cũng bị trắc trở không thuận lợi. Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở hai hướng tây nam hoặc hướng đông bắc, vì đây chính là hai hướng thuộc hành thổ. Bên cạnh đó, cái hũ gạo thường phải đặt theo cái nguyên tắc là gì? Hai kín, tức là gì? Đậy kín và để ở những nơi kín đáo. Chưa nói đến khía cạnh phong thủy, ngay trên thực tế nên đặt gạo ở những nơi sạch sẽ, cao ráo, cao hơn mặt đất, đậy kín để tránh bụi bẩn, tránh chuột, rán, kiến, cũng như là tránh ẩm mốc nó tấn công, nó làm cho cái hạt gạo nhanh hỏng, từ đó sẽ không tốt cho sức khỏe của con người. Trong phong thủy thì người Á Đông quan niệm cái việc kê hũ gạo cao lên thể hiện cái sự quý trọng và bảo vệ cái tài lộc của gia đình. Hũ gạo chính là cái kho cất giữ cái tài lộc thịnh vượng của cả gia đình nhà mình. Bởi vậy, ngoài việc kê cao còn phải cất ở nơi kín đáo, nhất định không nên để cho người lạ nhìn thấy ngay khi mà bước vào cửa. Tốt nhất là nên đặt hũ gạo ở một cái vị trí khuất nhưng mà dễ lấy ở trong phòng bếp. Thứ hai là tuyệt đối không để hũ gạo, thùng gạo hết gạo. Cái việc để thùng gạo, để hũ gạo nó hết gạo ấy thì sẽ chẳng khác nào thể hiện cái sự việc của gia chủ mất mát đi cái tài lộc thịnh vượng, đúng không ạ? Bởi theo phong thủy, hũ gạo là cái vật chứa đựng cái ý nghĩa tốt lành, chứa đựng cái vận may, vậy nên không nên để trống rỗng. Tốt nhất quý vị nên đổ đầy cái hũ gạo khi mà chỉ còn 3/4 hoặc một nửa ấy, thì quý vị có thể tiếp tục đổ gạo mới vậy, khi mà hũ gạo sâu hơn. Nó tượng trưng cho sự no đủ, đầy đủ để luôn giữ được cái vận may trong gia đình và tránh được những cái điều xui xẻo không đáng có. Thêm một lưu ý nữa là quý vị cũng không nên để ai đổ sạch cái hũ gạo đi, vì đây được cho là cái điều cấm kỵ trong phong thủy. Thứ ba là đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo. Quý vị thân mến, trong quan niệm dân gian cho rằng khi mà đặt một bao lì xì màu đỏ ấy, bên trong tượng trưng một ít tiền và đặt ở dưới đáy hũ gạo trước khi cho gạo vào, sau đó đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn trên con đường tài lộc.
kiếm được nhiều nhưng mà là gì? Tiêu xài rất ít. Cái phương pháp này được áp dụng quanh năm chứ không riêng gì cái ngày mùng 1 Tết. Một điều lưu ý là khi thực hiện cái mẹo phong thủy này thì các bạn phải làm bí mật. Bạn chỉ nên đặt cái phong bao lì xì vào trong cái thùng ấy khi mà quanh đó không có bất kỳ ai. Các bạn cũng không nên tiết lộ cho người khác biết, bởi càng bí hiểm thì sẽ càng linh nghiệm. Càng nhiều người biết thì cái vía xấu của họ sẽ có thể phá hoại cái tài vận của bạn đang có. Theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa ấy, thì cái việc đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo thì cũng thể được thay thế bằng một cái chùm hoặc là một miếng vải đỏ phủ lên nắp hũ gạo. Cái phương pháp này sẽ giúp cho gia chủ thu hút được thêm nhiều tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chọn những hũ gạo và sắp xếp hũ gạo đúng phong thủy sao cho hợp lý, đúng không? Theo quan niệm của người xưa ấy, thì cái hướng đông và đông nam là mộc, mộc khắc thổ. Vì thế không nên đặt hũ gạo ở hai vị trí này sẽ khiến cho cả nhà gặp vận hạn, xui xẻo, kinh tế thì đi xuống và gặp nhiều cái trắc trở. Nên đặt hũ gạo ở hai hướng tây bắc và đông bắc vì đây là hai hướng của hành thổ, thổ và thổ nó tỳ hòa, đúng không ạ? Thứ bốn là sử dụng cái vật liệu làm hũ gạo. Quý vị thân mến, hũ gạo nên được làm từ gốm. Kỵ những dùng cái khay hũ gạo bằng kim loại hay bằng nhựa. Gốm sứ nó thuộc hành thổ, hũ gạo bằng gốm thì sẽ tựa như là gì, cái mảnh đất sinh sôi ra hạt gạo, là biểu trưng của sự cắt lành. Thổ của hũ gốm và thổ của gạo lại cùng nhau đấy, khiến cho thổ khí càng thêm mạnh mẽ và bền vững. Từ đó sẽ đem đến may mắn và tài lộc cho gia chủ. Cái hũ gạo làm bằng kim loại nó thuộc hành kim đấy, nó sẽ hút cái thổ khí của gạo. Cái hũ gạo bằng gỗ là thuộc hành mộc thì mộc sẽ gì, khắc với cái thổ khí của gạo. Vì thế cái hũ gạo làm bằng kim loại hay là bằng gỗ là cái vật dụng không nên và tối kỵ dùng. Ngụ ý không tốt cho cái vận trình tài lộc, cũng như là làm phá tài hoặc là tiêu biểu là làm tan biến cái tài lộc của gia chủ. Thưa quý vị, cái kho thóc trước đây thì cũng thường được làm bằng gỗ, bởi vì các loại gỗ này cũng đã được gì, hóa giải bằng các phương pháp phong thủy nên là không còn gây hại nữa. Ngày nay thì nhiều gia đình dùng đồ nhựa để đựng gạo. Không những không hợp phong thủy về lâu dài mà nhựa còn là chất liệu độc hại, có thể ngấm vào gạo gây nguy hại cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Thứ năm là chọn hình dáng hũ gạo phong thủy. Nên chọn hũ gạo phong thủy có hình tròn đấy, hình tròn bởi cái hình tròn nó tượng trưng cho hành thổ. Những hũ gạo có hình dạng khác như hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật thì đều không phù hợp để lựa chọn. Hũ gạo nên cao, sâu và tránh dùng những hũ gạo nông lùn. Đơn giản là vì hũ gạo tượng trưng cho sự no đủ, cho sự giàu có của gia đình, mà những vật cao sâu sẽ tránh được cái nguy cơ là tài lộc bị thất thoát. Thứ sáu, chọn màu sắc của hũ gạo. Hũ gạo trong phong thủy trong nhà thì nên chọn màu vàng, màu đất, màu nâu đất. Trước kia những gia đình nhỏ ở nông thôn ấy, thì chuyên sản xuất lúa gạo đều dùng những hũ gạo có màu sắc như vậy. Đơn giản là vì nó là màu mang tính chất của hành thổ. Vì vậy khi đựng gạo thì thổ khí nó sẽ được vượng. Tuy nó không được đẹp đẽ nhưng cái màu sắc này lại để cực kỳ hợp phong thủy. Và ngày nay người ta làm ra cái hũ gạo với đủ các loại hoa văn rực rỡ sặc sỡ, rất thu hút con mắt của người xem. Có điều là cái hũ gạo mang nhiều cái màu sắc thực dụng như vậy sẽ lại không đúng phong thủy, nên các bạn lựa chọn sao cho cân bằng giữa hai yếu tố về thẩm mỹ và phong thủy. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tiêu chí để chọn hũ gạo và đặt hũ gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc may mắn cho gia chủ. Hy vọng với những cái chia sẻ ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin hữu ích về cái chuyện là đặt hũ gạo ở đâu để thu hút được cái tài lộc. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Lọ hoa trên ban thờ đặt bên trái hay bên phải tưởng như là rất đơn giản nhưng mà rất nhiều nhà vẫn làm sai. Thưa quý vị, lọ hoa trên ban thờ là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu, thường để dâng hoa lên cho tổ tiên, thần Phật và mang lại cái sự trang nghiêm cho ban thờ. Chính vì cái điều đó, có nhiều gia chủ vẫn còn băn khoăn là không biết là đặt cái lọ hoa ở bên trái, bên phải, đặt bên nào là đúng để mang lại cái hạnh phúc, bình an, tài lộc cho gia đình. Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thắc mắc này. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng tổ tiên là cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Nó thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với cái ý nghĩa linh thiêng, những cái nguyên tắc về thờ cúng trên ban thờ
thì là cái điều mà ai cũng phải cần nắm chắc. Thực tế có rất nhiều cái nguyên tắc cần nhớ trên ban thờ, nhưng mà không phải ai cũng nắm rõ. Một trong số đó là cái việc để lọ hoa trên ban thờ bên nào, bên trái hay là bên phải. Một, tại sao phải đặt lọ hoa trên ban thờ? Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng, là nơi kết nối giữa ông bà, tổ tiên ở cõi linh thiêng với con cháu ở dương gian. Vì vậy mà không chỉ cái việc chuẩn bị cái đồ thờ cúng, mà cách bày đặt các vật phẩm cũng như là đồ thờ cúng thì đều là những yếu tố sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận cũng như là cái vận may của gia chủ. Mỗi một món đồ thờ cúng thì khi đặt lên bàn thờ đều mang những cái ý nghĩa riêng, và nó cũng sẽ có những cái quy tắc sắp xếp cái đồ thờ cúng cũng khác nhau. Vì vậy đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến hành sắp xếp cái đồ thờ cúng trên ban thờ. Bình hoa trên ban thờ cũng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu của mỗi gia chủ, giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời. Vì vậy, khi đặt cái bình hoa trên ban thờ gia tiên, quý vị cũng cần phải nên lưu ý cái bài trí sao cho đúng với cái phong tục, đúng với cái phong thủy và phù hợp đẹp nhất, hợp với cái nguyên tắc thờ cúng. Cái lọ hoa trên ban thờ hay còn được gọi là lọ lộc bình, nhưng kích thước nhỏ hơn. Cái việc đặt lọ lộc bình ở ban thờ ấy, ở hai bên ban thờ sẽ tạo ra cái sự uy nghiêm và trang trọng cho cái không gian thờ cúng trong gia đình. Cái lọ hoa dùng để dâng hoa lên tổ tiên tạo ra cái sự thanh mát và thể hiện cái lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, đối với các bậc thần linh, với cái ý nghĩa là dâng lên những cái điều tốt đẹp nhất cho ông bà, cho tổ tiên. Bên cạnh đó, cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời, mà còn giúp cho gia chủ tạo được ra cái không gian thờ cúng nó sạch sẽ hơn và tôn lên cái nét uy quyền hơn. Do đó, cái phong tục đặt lọ hoa trên bàn thờ sẽ đem lại cho gia chủ nhiều cái may mắn, nhiều cái phúc lành và cái sự thịnh vượng từ tài lộc đến gia đạo trong cuộc sống. Hơn nữa, cái hương thơm của hoa ấy cũng sẽ giúp cho gia chủ mang lại cái mùi hương dễ chịu, tươi mới và tràn đầy cái sức sống cho cái không gian thờ cúng của gia đình. Vì vậy, mỗi khi mà đến ngày lễ hay ngày rằm, ngày mùng 1, cái việc đặt lọ hoa lên ban thờ là cái việc làm không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tùy theo mỗi gia đình mà gia chủ có thể chọn hoa tươi để cắm vào bình, hoặc là dùng các loại hoa sen đồng biểu thị cho cái vẻ đẹp trường tồn, mãi mãi bền lâu. Thứ hai là lọ hoa trên ban thờ đặt bên nào thì mới là đúng. Lọ hoa trên ban thờ đặt bên nào là cái câu hỏi được rất nhiều người, rất đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo cái số lượng của lọ hoa mà đặt trên ban thờ nên là sẽ có những cái cách sắp xếp nó phải phù hợp. Thứ nhất là một lọ hoa mà người ta gọi là gì? Độc bình. Theo tìm hiểu về kiến thức tâm linh của người Việt ấy, ông cha ta từ xưa đến nay đã truyền dạy lọ hoa trên bàn thờ cần phải tuân theo nguyên tắc không thể đảo lộn được. Nếu bàn thờ chỉ đặt một lọ hoa thì cần phải tuân theo nguyên tắc là gì? Đông bình tây quả. Tức là ở cái bình hoa ấy, đặt ở phía đông, đúng không ạ? Cái hoa quả thì đặt ở phía tây. Đây là cái nguyên tắc bài trí hoa quả, cái lọ hoa trên ban thờ đã có từ xưa mà ông cha ta đã truyền dạy về cái việc là phụng kính tổ tiên cho nó phù hợp. Ngõ hầu con cháu sau này là cái điểm tựa để gì? Hồi cố ông bà tổ tiên. Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật của tự nhiên. Mặt trời thì mọc ở đằng đông và lặn đằng tây. Cây cối phải đơm hoa rồi mới gì? Mới cho trái ngọt. Chính vì vậy, khi mà bài trí cái đồ thờ cúng thì cái loại hoa luôn đặt ở hướng đông, còn mâm ngũ quả thì đặt ở phía tây. Như vậy thì mới đúng theo quy tắc và theo đúng cái luật của trời đất.
cách xác định trái phải trên bàn thờ theo cái hướng đông tây như sau. Từ trong bàn thờ mà mình nhìn ra ngoài ấy, đúng không? Tức là bên trái của ông bà, đúng không? Là phía đông. Dùng theo từ Hán dùng theo từ Hán Việt là phía đông, đúng không? Vậy thì đối xứng là bên tả là bên hữu, tức là phía gì? Phía tây. Đây là cái quan niệm chung từ trước đến nay. Nếu mà bàn thờ gia tiên ấy, được bài trí hướng ra cửa chính là hướng nam, thì phía bên tay trái của bàn thờ là hướng đông, phía bên tay phải là hướng tây. Như vậy, bài trí lọ hoa bên trái theo hướng đông, để khi có gió đông về thì hoặc là gió đông nam thổi vào thì hương hoa sẽ lan tỏa khắp cái không gian thờ cúng. Đặt đĩa hoa quả bên hướng tây để vừa tiện cho việc dọn dẹp, cái việc trưng bày mâm ngũ quả, vừa tiện cho thì cho ông bà dùng. Hướng đông đặt lọ hoa thì tượng trưng cho thì mùa xuân đơm hoa kết trái. Ở hướng tây tượng trưng cho mùa thu, đúng không? Thu liễm là nơi kết trái, mong muốn cho gia đình có thêm tài lộc, con cháu thì thịnh vượng, thành đạt và sung túc. Thứ hai là gì? Nếu mà chúng ta có hai bình hoa, nếu bàn thờ gia tiên mà có hai lọ hoa thì gia chủ có thể sắp xếp ở hai bên đối xứng với nhau và đặt mâm bồng mâm ngũ quả ở giữa, hoặc là gì, ở phía trước của bát hương. Như vậy thì cũng không làm mất đi cái ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên cái sự cân đối và thanh thoát cho bàn thờ. Tùy theo kích cỡ của bàn thờ và cũng tùy từng nhà, cái phong tục tập quán và cái tùy theo cái việc tâm linh mà gia chủ gì bày lọ hoa to nhỏ nhiều ít. Quan trọng là gì, phải đúng với quy luật, đúng với phong tục và phải phù hợp với cái bàn thờ, và nó phải đẹp, phải bắt mắt. Ba là cái sơ đồ bố trí lọ hoa trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Cái bộ đồ thờ cúng ấy, thường có gì, bát hương này, có mâm bồng, lọ hoa, bộ ngũ sự như đỉnh đồng này, hạc này, chân nến này, hoặc là bộ tam sự như là chén, ngai, hoặc là hoành phi câu đối, vân vân. Cái vị trí đặt lọ hoa trên bàn thờ đúng và chuẩn cũng sẽ thể hiện được như sau. Với bàn thờ đặt một lọ hoa, còn nếu mà bàn thờ gia tiên có diện tích mà lớn ấy, thì có thể đặt hai lọ hoa ở hai bên để cho cân đối. Đến rằm mùng 1 thì hay là những ngày mà có chuyện thờ cúng để dỗ chạc thì nên cắm hoa tươi để dâng lên ông bà, dâng lên thần Phật. 4 là vị trí đặt lọ hoa và một số cần lưu ý khi mà chúng ta tiến hành thờ cúng. Bên cạnh cái việc là biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ thì gia chủ cũng cần phải biết những cái điều lưu ý sau. Thứ nhất là lọ hoa đặt trên bàn thờ không thể thiếu cùng các phụ kiện như là bát hương, đỉnh đồng, sẽ tăng thêm cái sự linh thiêng, cái sự trang trọng cho cái không gian thờ cúng. Nếu bàn thờ treo nhỏ thì chỉ nên dùng một lọ hoa để ống hương ở bên đối diện, đúng không? Còn nếu bàn thờ hoặc là có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng lớn hơn, trang trí nhiều hơn với những nguyên tắc là đối xứng và cân bằng nhau. Ngoài ra, khi gia chủ mà chọn lọ hoa, không chỉ cân nhắc đến cái vấn đề về đẹp mắt mà còn phải chú ý, chú trọng đến cái sự vững chãi, cái sự an toàn và cái chất lượng. Đồng thời cũng phải bày biện sao cho nó cân xứng với cái bàn thờ thì mới không bị lệch lạc, mới đảm bảo được cái giá trị tâm linh. Thưa quý vị, như vậy tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về nguyên tắc đặt lọ hoa thế nào cho đúng. Hy vọng qua video vừa rồi sẽ giúp cho quý vị trả lời được cái câu hỏi lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ là đúng. Và qua những kiến thức này thì hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều cái kiến thức bổ ích về vị trí đặt bình hoa cũng như là cái việc thờ cúng, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, giúp cho việc thờ cúng tổ tiên được viên mãn và thành tựu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.